Ơi, hello, xin chào tất cả cả nhà, chào anh em chú bác đằng xa ha, đã đến với cái kênh của em. Hôm nay em có giới thiệu cho mọi người một số cái sản phẩm kiềm của hiệu Tesunoda, một cái thương hiệu nổi, một cái thương hiệu là chất lượng cao nổi tiếng của Nhật, cũng là một thương hiệu chất lượng cao luôn. Cái này là nó sản xuất tại chỉ có ở Nhật thôi, nhà máy nó nằm ở Nhật và sản xuất cái những cái sản phẩm kiềm này là của Nhật, bán cho thị trường Nhật á. Hàng nội địa luôn chứ không phải như cái loại Fuya. Fuya thì nó có hai dòng. Fuya nó sản xuất kiểu nào được chứ, tức là bán ở trong Việt Nam thì nó sản xuất theo cái kiểu giá thành của Việt Nam, còn bán cho ở thị trường của nó thì nó khác đó. Còn đây thì cái dòng sản phẩm này là hàng nội địa chính hãng 100%. Hôm nay thì và sắp tới là em sẽ phân phối cái sản phẩm này, cái dòng sản phẩm này của Sunoda Kinh TTC Sunoda, một trong những cái sản phẩm kiềm rất là chất lượng ha. Khoảng cuối tháng này bắt đầu em sẽ cập nhật rất là nhiều cái kiềm, nói chung là tất cả các loại kiềm của Sunoda, Sunoda này nè, từ cái dòng cao cấp cho đến cái dòng giá thành chấp nhận được ha, cơ bản như cái những cái dòng mà nó cái cán màu xanh như thế này nè, là những cái sản phẩm cao cấp nhất của nó ha. Của cái dòng này thì nói chung là rất là đắt tiền, mà giá thành nói chung phải đắt mà đắt quá, giá thành rất là hợp lý và cái độ cứng, độ bền của nó rất là tốt nha. Độ cứng của những cái kèm này nó tới 60 mấy á, rồi 64 nè, 64 những cái kèm như thế này nè, 64 đây là kèm kèm cắt nhựa, cái này là nó bén, tức là dòng cắt bén, bén mình cắt những cái dây điện rồi đó. Nó còn mà độ cứng thì không có ha, như cái mặt này cứng là nó hơn cái dòng này nè, cái dòng này nó mới cứng nè. Để em giới thiệu, bắt đầu từ từ giới thiệu từng sản phẩm một. Cái camera nó bị hơi tối nha đó. Sẽ có rất nhiều sản phẩm như cái kìm này cũng được, cái kìm này là cắt cứng nè, kìm này cắt tốt nè, nó cắt tới tức là nó cắt cái inox á, được 2 ly luôn á, rất là nhiều. Nói chung là em sẽ sắp tới là sẽ có rất nhiều sản phẩm của thằng Tesunoda này, từ cái dòng, ví dụ như cái dòng này, dòng cơ bản nhất cho đến dòng cao cấp nhất, như cái này là cao cấp nè, dòng cao cấp, dòng này nó đắt tiền hơn, nó tới 400 mấy chục nghìn cây này, nhưng mà giá thành nó phải nói là chấp nhận rất là ok luôn ha. Có rất nhiều sản phẩm ở đây, và thời gian tới là bắt đầu cuối tháng nó hàng, bắt đầu hãng bên hãng nó sẽ về hàng, nó sẽ bổ sung xuống em đó. Rất là nhiều kiềm mẫu quả luôn, có kiềm mẫu quả các thứ của Tesura, hình cái con đầu trâu á. Nói chung là giá thành của thằng này á rất là tốt luôn, giá rất là cạnh tranh so với tất cả các loại kiềm, và chất lượng thì em hôm rồi em có bán một số cây kiềm điện đó, cái kiềm điện này nè, cái kiềm xe lớn đó, thì anh em sử dụng rồi thì cho xin ý kiến nha. Tức là nếu anh em đã mua rồi á, có thể phản hồi giúp em ở Zalo hoặc là điện thoại, trên điện thoại nhắn cũng được ha. Tức là cho em xin cái ý kiến về cái sản phẩm này, vì đây là cái sản phẩm em phân phối chuẩn bị bán, em bán ở đây, từ bắt đầu là em đại diện bán ở đây những cái sản phẩm này của thằng Tesunoda ha. Hàng rất là chất lượng. Bây giờ em sẽ đi vào trước tiên những cái thương hiệu, cái giới thiệu từng cái kiềm một cho anh em, cũng như là công dụng thì vòng vòng, nó chỉ có kiềm nhọn, kiềm điện các thứ mà nó làm. Thứ nhất là nó làm cái này, nó hàng nội địa chính hãng, người thứ hai nữa là cái độ cứng nó cao so với một cái kiềm của hãng khác như hãng Fujiya thì như cái kiềm này, mà kiềm lớn này Fujiya nó có cái loại kiềm hôm rồi em bán đó, tức là kiềm đa năng, nó có cái móng cốt như này. Cái dòng này ở cái thằng hãng này nó cũng có luôn, và cuối tháng này sẽ có hàng có những sản phẩm của nó, mà giá thành nó rất là dễ chịu so với thằng TTC ở thằng Fujiya, và hàng chính hãng luôn, hàng nội địa, hàng nó sản xuất tại Nhật, bán cho thị trường Nhật chứ không phải là bán cho thị trường Việt Nam. Đây là hãng mà mới vào Việt Nam, bắt đầu em sẽ bán cái sản phẩm này, mọi người thử đi, mua dùng thử sẽ thấy nó chất lượng thế nào, từ cái độ hoàn thiện của nó
À, bây giờ em sẽ giới thiệu trước cái kìm điện này. Hôm rồi có bán rồi, có giới thiệu rồi, nhưng mà sẽ giới thiệu lại cho anh em nào chưa có cơ hội mua, chúng ta có thể mua ha, ủng hộ bên em. Như cái kìm này Kinti TC thì nó có già hai dòng, tức là cái dòng của nó có cái dòng Power nữa, Power là dòng cao cấp nhất của nó thì còn dữ hơn nữa. Nhưng mà cái dòng này thì giá thành rất là chấp nhận được, rất là ok luôn, nó chỉ có 300 mấy thôi. Hôm trước là em bán 375.000 một cây, nhưng hôm nay đã có giá tốt hơn cho mọi người. À, tại vì em tức là em kết nối được cái làm đại lý được cho cái thằng này, cho cái hãng này, nên là giá thành nó sẽ tốt hơn cho mọi người. Lúc hôm trước là mình dạng như mình mua nhập theo cái đường đường bay, đường thương mại thì nó đắt tiền hơn. Còn hôm nay thì giá thành rất là hợp lý, rất là rẻ luôn so với hôm trước. Cái này giá như cái này là giá của nó 340.000, 340.000 là kích thước của nó hay bị gắt khá là to luôn, 200 mm. Đây. Để xây cận cảnh cho người xem cái chất lượng của cái kìm. Làm rất là hoàn hảo luôn. Và cái độ dày này nè, nó dày nha, chứ không phải như cái ông kia, ông Uya. Ông Uya này ông làm mỏng hơn, tại vì ông làm cho thị trường Việt Nam cái giá thành nó thấp xuống á. Ông làm cho cái bên bên Nhật thì nó dày lắm, nó dày nhưng mà giá thành nó cao. Còn cái giá thành này rất hợp lý nè. Đó, cái này nó dày, nó dày. À, về cái mặt, về gàn thép nó đánh bóng nè, hoàn thiện nè, rất đẹp luôn. Người xem coi. Hả không? Chuẩn nội địa Made in Japan. Đó. Cái với cái màu sắc cũng khá là độc đáo. Cái màu nó kiểu màu vàng chanh, rất là nổi bật, rất là nổi bật. Đó. À, cái dòng kìm này em thích nhất của thằng Shinoda là như thế này. Khi mà nó làm cái bao bì á, nó hướng dẫn rất là kỹ cho anh em. Nó rất là kỹ, giới thiệu rất là kỹ, chứ không phải như những hãng khác làm giống như là cái kiểu như là nó có cái thương hiệu rồi, cái là nó không có quan tâm đến chuyện đó, chỉ là cần đến chuyện đó, chỉ là cần in cái bao bì rất là chi tiết luôn. À, trong này nó giới thiệu nè, giới thiệu từng cái cây kìm, nó sẽ giới thiệu trong này cái một cái miếng này luôn. Để em tháo ra cho người xem. Để tháo ra nha. Mọi người dùng thử cái kìm này đi, rồi sẽ cảm nhận nó khác biệt như thế nào so với cái kìm kia. Thì em sẽ có bán nhiều loại, từ thay thấp đến cao, từ giá thành rẻ cho đến giá thành chất lượng cao nhất, do nhiều app đáp ứng nhu cầu của anh em. Và thì bán chủ yếu là chỉ là hàng thương hiệu của Nhật thôi, chứ không có bán thương hiệu Trung Quốc hay là Đài Loan. Rồi, sẽ nói cái kìm này trước, tự nhiên xách cái kìm này. Đây. Nó giới thiệu rất là kỹ. Nó là một cái thương hiệu, đây nó đây nè, Soda là một cái thương hiệu chất lượng và có sự hiểu biết về cái ngành, về cái ngành này, cái ngành kìm. Ngành kìm, nó là chuyên sản xuất kìm, sản xuất kìm. Nó giới thiệu từng cái một, nó gia nhiệt nè, mài các thứ luôn đó. Không, đây là một cái hãng cũng đáng giá, đáng túi tiền để mọi người mua luôn á. Giá rất là ok luôn. Cái này nó chất lượng lắm nha, nó bền nè. Nó từ 58 đến 64. 58 đến 64, độ cứng đến 64 luôn đó, mọi người thấy không? 58 đến 64. Tức là sao? Tại sao nó để từ 58 đến 64 độ cứng? Tức là trên cái thân cái kìm thì nó có sẽ có cái chỗ, nguyên cái thân thì nó độ cứng của nó, nguyên cái thân này thì tầm 50, nguyên cái thân này trên này nè 50, còn ở cái lưỡi nè, nó gia nhiệt thì từ phía trong này nó sẽ rất là cứng nè, trong phía trong này nó sẽ cứng thì độ cứng của nó sẽ nằm tầm 60 mấy, là không có thua gì kìm đứt luôn nha. 60 mấy rồi ra tới đây là 50 58, tức là dần đi ra ngoài thì sẽ là nó giảm lại, tại vì cái lúc này ra ngoài là mình cắt cái những cái chỗ nào càng ngọt đó mình phải cắt. Đây, làm ba vớ, không có ba vớ luôn, hoàn hảo. Không phải là mình bán mình ấy nha, mình tăng bóc nó lên, nhưng mà thật sự rất là chất lượng. Anh em thử mua một cây về,
ủng hộ mua cây thử về sử dụng, rồi cho đánh giá cảm nhận về cái sản phẩm của bên em, cái sản phẩm này, kìm. Cái này thì kìm điện này nó cắt được là cái kìm dài này á, thì nó cắt được 2,6 ly đối với dây inox. Inox nha, dây inox 2,6 ly và dây dây kẽm, dây mà kẽm, dây kim loại mềm thì được 3,2 ly luôn á. Dây đồng thì tới 4 ly. Còn dây VVF thì là 8. Có thể là được 8 ly luôn á. Rồi bây giờ em cắt thử cho mọi người xem một cái sản cây kìm. Cái kìm này ha. Cái này đã có cắt rồi thì muốn test lại mọi người xem. Như cái này đây là cái một cái mảnh dây chì, mảnh dây kẽm. Dây kẽm của nó lần này là nó được là 3 ly. Dây kẽm này 3 ly nè. 3 ly. Giờ cắt thử nha. Thì khi mà chúng ta cắt những cái vật lời lớn á, chúng ta đưa sát vô bên trong, thứ nhất là cái lực đòn bẩy nó sẽ lớn. Ta cắt rất là ngọt. Đó, thấy không? Cái lực cắt á, chúng ta cắt là rất là mềm. Dễ cắt vô cùng. Thấy không? Cắt rất là ngọt, không có cái gì hết trơn á, không có mà phải cứng tay. Đây, nè nó không có để lại dấu vết gì luôn nha. 3,2 ly. Ủa này 3 ly. 3 ly nhưng mà chúng ta có thể cắt được dây mềm 3,2 ly. Thấy không? 3 ly. À, dây còn dây inox thì được 2,6 ly. Ở đây em không có cầm dây inox, em phải có dây inox cắt thử cho mọi người xem nữa, cái dây inox 2,6 ly. Rồi cái cây này thì giá của nó là 340.000, mã là 4651 với giá 340 cho cái kèm này. Giá này là giá chưa có phí ship nha, chưa phí vận chuyển. Anh em mua thì có thể chuyển khoản hoặc là ship code. Ship code thì dĩ nhiên là phí ship nó sẽ cao hơn 16.000 đó, 340. Rồi xong tới cái sản phẩm kế nữa. Sẽ giới thiệu từ từ. Đây thì cái kìm điện này ngắn hơn, 175 ly. Giá này thì 295.000, hàng nội địa nha mọi người, Made in Japan. Đây là y chang cây đó. Nhưng mà cái cây này thì nó sẽ cắt, nó cũng cắt giống nhau luôn, 2 ly. À nó cắt nhỏ hơn, tức là nó cắt được 2 ly dây mà inox và 2,6 ly dây kẽm. 2,6 ly dây kẽm. Còn dây điện thì khỏe rồi, 3,6 ly, 8 ly là có cắt khỏe re luôn. Đây, sợi này thì nó ấy hơn nè, nó nhỏ hơn nè. Cái này được 2 ly 4. Thì tùy theo trường hợp chúng ta mua 2, 3 cây gì đó, tại vì có những cái cây mà nó bự quá, mình thao tác nó có cầm rất là mỏi. Hoặc là những cây mà nó nhỏ quá thì mình có cắt cái vật liệu nó không được lớn đó. Thì mua 2 cây luôn, chơi sang mình chơi 2 cây đủ bộ sưu tập luôn ha. Rất là đẹp, bao xài luôn á. Cái này là em tự tin với cái sản phẩm này. Hôm nay em nhắm lắm rồi, em kiếm được cái, tức là em đã kiếm được cái nhà phân phối, mình phân phối được đó, mình cho những cái sản phẩm như thế này cho anh em sử dụng, thấy cái chất lượng như thế nào. Rồi cái này giá của nó là 295.000, mã là 4650, giá 295.000, giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí vận chuyển. Rồi tiếp tục cái kìm này, để nó sử dụng, nói cho kìm cắt xong hết đi rồi bắt đầu mình sẽ giới thiệu cái kìm nhọn, kìm cắt dây cáp. Kìm này là kìm cạp cắt đinh, hoặc là cắt những cái sợi kẽm như thế này, những cái sợi một cái những cái tấm lá kẽm như thế này đó. Cắt đinh, và cái này nó cắt đinh thép, đinh mà inox á, được 1,6 ly, đinh inox 1,6 ly nha. Đinh thép của mình á, đinh thép của mình thì 2,6 ly, và dây đồng á thì được là 3,2 ly. Kích thước của thằng này á là 150 ly. Cái lưỡi nó mày dài lắm. Ủa mày dày lắm. Cắt bao ngọt luôn. Nè mọi người xem nó làm rất đẹp luôn nè.
chưa, thấy độ hoàn hảo của nó không chê vào đâu được. Thấy không, King TTC Made in Japan, thấy không, hàng nội địa chính hãng. Rồi mình sẽ cắt thử cái này, thì như cái khuyến cáo của nó là dây 2,6 ly thì cỡ cỡ này, cái này là 2,4 ly, mình cắt thoải mái luôn là cắt đinh đó ha, cắt đinh thoải mái luôn nha. Em coi nè, không có để mà cái gì dấu vết gì luôn, em mới cắt xong, thấy không, để lấy một cái đinh, cắt một cái đinh thử. Đinh này nó sợ nó quá hú cái tầm nó quá, tại vì nó để chỉ có 2 phẩy mấy ly thôi. Rồi ok, cái đinh này ok nè, cái đinh này 2 ly nè, cái đinh đó, cái đinh đó nó sẽ cứng hơn, cái đinh nó sẽ cứng hơn so với cái dây, cái cây mà cái cọng dây kẽm đó. Okay, không mẻ nha, chưa, cái đinh 2 ly đó. Rồi cái này giá của nó là đâu rồi, 310.000. Dĩ nhiên là cái cây này nó mắc tiền, tại vì nó chuyên dùng để cắt, ha, cắt dây, tức là những anh em sử dụng dây cáp cũng được, cắt cáp mà cắt cái loại cáp cáp luộc xe đạp này nọ đó ha, cũng cắt ok luôn á. Cái này giá của nó là 310.000, mã là 4846, 4846 với giá 310, 310.000, giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí vận chuyển, 310.000, 4846, 310. Nó mài một cái góc với cái góc là 76 độ nè, 76 độ à, nó tăng cái độ cứng cho cây kìm, tăng độ cứng cho cây kìm. Cái kìm này nó có cái độ cứng đâu rồi, nó để đây rồi, 58 đến 64 luôn. Nói chung là kìm của Tsunoda là cái độ cứng rất là cao, tại vì hàng của nó chuẩn Nhật luôn á. À, nó tới 6, 58 đến 6 mấy là độ cứng lắm rồi. Nên thường là hàng Đức thì nó tầm 60, 60 mấy. Thứ nhất hàng Nhật nó làm gia công rất là đẹp mọi người nè, từ cái mặt mài nó mài rất là đẹp. Không. Giá 310.000, mã là 4846, 4846 nha, giá 310. 310 giá chưa có phí vận chuyển. Rồi, tiếp tục là cái kìm này, kìm nhọn xay maximum luôn ha, xay chà bá luôn. Đó, cái cây này có rất nhiều anh em hỏi mua. Tại sao? Tại vì cái kìm nó dài, nó thao tác rất là dễ thao tác. Nó cứ cầm những cái chỗ nào mà cần gấp. Cái kìm nhọn thì nó chuyên để mà gấp và cắt nè, bẻ, uốn như cái này, nè. Mở những cái ốc nhỏ, cắt và uốn cái một cái đầu sợi dây điện hoặc là dây kẽm xung quanh. Lớn không? Chiều dài nó khá là lớn. Cái này nó kích thước của nó tới 200 mm nè. 200 mm. Quá trời đẹp luôn. Nhìn rất là bắt mắt. Đó không? Hàng chính hãng 100% nha. Đó. À, để xem cái này, cái thông số của thằng này nó là bao nhiêu nha. Thông số của thằng này là 56 đến 62. 56 đến 62. Thì tức là càng vào vào ra ngoài thì nó sẽ độ độ cái độ cứng nó sẽ thấp đi. Nhưng mà nó 56 đến 62 là cũng quá dữ luôn. Nó cắt được cái sợi dây kẽ ở dây dây nóc á, dây nóc là 2 ly nha, và dây nóc 2 ly là một cắt dữ lắm á, thường cái kìm nó cắt 2 ly là dữ nhiều nhiều rồi. Dây dây kẽm là 2,6 ly, tức là dây dây thép á. Dây đồng là 3,2 ly, và cắt được cái dây này đồng thau á, đồng thau 2,6 ly. Giờ cắt thử cái dây cái này 2,6 ly ha. 2,6 ly thì cắt cái dây kẽm 2,4 ly coi. Quá ngọt nha. Bao cắt luôn. Đây, cắt xong nè. Cắt xong không có để lại dấu vết gì nha. Thấy không?
Vậy cắt thử cái đinh coi. Cắt cái đinh hơi bị meo, tại vì cái đinh nó cứng hơn. Wow, cắt đinh cắt ngọt lắm ạ. À, không, đinh 2 ly. Thấy chưa, dữ dằn không? Em khoái cái cây này nè, mấy cái kìm của nó nè, chất lượng vô cùng. Nó có cái dòng của cái màu xanh này nữa mà nó cao cấp hơn, nó mắc tiền hơn thì sẽ về nữa. Nó mắc hơn thật sự thì mắc hơn cũng nó cũng chênh lệch có mấy chục nghìn nè. Rồi cái cây này chỉ có giá chỉ có 275.000, mã 6651. 6651 với giá 275.000 cây kèm này. Kèm chuẩn nội địa, hàng tốt luôn ha. Mọi người bỏ ra 270 mấy ngàn mua một cây kèm này là xứng đáng luôn, không phải bờ mấy. Nhưng bây giờ chúng ta mua hàng một cái hàng Đài Loan, hàng Trung Quốc. Một cái kèm bây giờ nó cũng nằm tầm gần cái 100.000 rồi. Tại sao chúng ta không chịu bỏ ra thêm một chút xíu nữa, chúng ta có thể sử dụng hàng rất là tốt ha, hàng nội địa xài bền. Tức là một cái cây kèm này nếu bây giờ mọi người nói mua một cây bằng mua ba cây kia, ba cây kia bảo đảm xài ba cây kia xong chưa, cái cây này chưa hơn ha. Cái hư hay không là vấn đề không quan trọng, mà cái vấn đề ở đây đó là cái mình sử dụng á, mình sử dụng mình làm công việc của mình nó thuận, nó cái gì nó trơn tru hơn và nó nhanh hơn so với sử dụng một cái sản phẩm nó và nó chuyên nghiệp hơn thôi đó. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục tới cái sản phẩm thứ hai nữa, thì cái này nó ngắn hơn nè, cái chiều dài của thằng này ngắn hơn. Cái này thì kích thước của nó 150 thì cái này giá của nó là 235.000, mã 6650. 6650 với giá 235 6650 ha. Giá 235, giá chưa có phí vận chuyển luôn. Chưa phí vận chuyển. Thì cái cây cây này ngắn hơn thì nó cắt được cái dây dây đồng 1,6 ly. Dây thép không gỉ 1,6 ly. Dây mà cái loại của cái dây kẽm thì 2 ly. Kẽm 2 ly thì ở đây em còn có dây nè, dây mới cắt xong đó. Đâu rồi? Mới cắt xong được đâu rồi? Đây. Tức là khi mà cắt cái dây kẽm 2 ly á, đây, thì chúng ta để sát vô trong cái góc này nè, để chúng ta cắt sát vô thì cắt bao cắt luôn, không sợ mẻ ha. Cái này là cái vết sơn nha, cái vết chốc vết sơn á. Cái này là dòng Ruby 150. Cái này giá của nó là 235.000, mã là 6650. 6650 với giá 235.000. Cây này ngắn hơn. Thì ngắn có sử dụng việc vận vào việc ngắn. Hoặc là chúng ta tiết kiệm hơn, ta mua cái cây này cũng là vừa rồi. Rồi tiếp tục cái này. Cái này là giới thiệu cho mọi người là cái dòng hai cái cắt cáp dây điện. Cái kèm này là dùng để cắt cáp nha, cắt cáp chứ không phải là dùng để mình cắt dây mà ấy được. Ở đây nó giới thiệu nè. Cái kèm này so với cái kèm điện tại sao nó khác nhau? Như cái kèm điện này cũng là kèm cắt dây cáp luôn, cắt dây cáp luôn, mà tại sao nó lại làm cái này mà mua cái loại này? Tại vì cái thứ nhất là cái cây này thay vì mình chúng ta cắt cái dây cáp á, khi mà để vô cái kèm điện á nó sẽ bị móp như thế này. Cái sợi dây của mình nó sẽ bị dây móp như thế này. Nhưng mà khi mà cắt cái kèm bằng cái kèm cắt cáp chuyên dụng này luôn á thì nó lại cái dây kèm mình nó tròn. Nó không bị hư, không bị hư cái dây đầu dây. Thì ở đây nó cắt được dây là 13 ly. Dây tới 13 ly ha. 13 ly đường kính là 13 ly. Dây cắt cáp, cái này dài nha, cái này lớn, lực lớn lắm. Cái này kích thước của nó tới 250 ly lận á, 250 ly. Đây rồi, em lấy cái dây điện mình mới đem lên đây đâu rồi. Đây nè. Như cái dây này cắt thoải mái luôn. Cái dây này chỉ có 10 ly à, chưa đủ tầm đó. Ha, cắt dây cáp, cáp điện, cáp nói chung là cáp đồng, cáp các thứ, cáp đồng, cáp nhôm. Như cái cây này cắt ngọt là bao ngọt liệm luôn ha. Đó, khỏi chê gì đâu được. Ở trên là cắt cái dây nhỏ, cắt dây phía bên trong á,
Mọi người xem cái đốt thép của nó nè, nó mài á, cái nó luyện cái màu thép của trên này nó ống ống ánh lên cái sắt cầu vồng á, cái bảy màu á, thấy không? Kinh TTC. Chiều dài của thằng này là 250 ly, lớn luôn ha. Rồi cắt được cái dây tới 13 ly. Dây 13 ly là dây mà một lõi á. Dây mỗi cộng một lõi mà một dây bự, dây cáp bự á. Ha. À, cái này nó coi nó độ cứng nó bao nhiêu, nó để 49 đến 55, tại vì sao 49 55 là cái này nó bén. Nó sẽ cắt bén, cắt ngọt. Nó mài cái gốc mài nè rất là mỏng, gốc mài là mỏng là dùng để cắt ngọt, cắt đứt luôn, cho nên là nó cứng thì không có độ cứng cao nha, chỉ bén thật bén thôi, tầm 49-55 là cũng độ cứng nhiều rồi. Rồi cái cây lớn này, cây kích thước 250 này thì giá là 355.000, mã là 4845 với giá 355 ha, 4845 giá 355, giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí vận chuyển. Anh em ở Rằng Cần Thơ có thể đến đây để tham khảo, tham quan thêm những cái sản phẩm mới em mới về, như những cái kìm này à, mình đến nơi mình cảm nhận thử, mình sử dụng thử coi nó làm sao đó. Từ từ thì cái hàng của em nó cập nhật nhiều nhiều lên, từ từ có thể anh em đến đây thì có rất là nhiều sản phẩm để cho anh em lựa chọn. Rồi cái này là ngắn, cái này là kích thước của nó là 200 mm, thì cái kìm này nó cắt được dây là 11 ly, tức là phi đường kính phi cáp điện nha, cáp điện 11 ly là vào một lõi, ô mấy lõi nè, một ly là cỡ khoảng cái cộng này nó bằng ngón tay tay út của mình, mà nó cắt dây là dây một lõi á, dây này thì nó nhiều lõi rồi, nó mềm rồi, cắt cả được dây một lõi luôn, dây mà nó mỗi sợi nó đều một lõi á. Rồi đem ra cắt nó nhẹ nhàng vô cùng, hàng chính hãng à, độ dày ra không nè, ống ánh cái màu thép. Rồi cái cây này thì giá của nó là 298.000, mã là 4812 với giá 298, giá này giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí vận chuyển, 298.000. Rồi tiếp tục, rồi xong rồi phải không? Và cái cuối cùng còn cái kìm cắt này nữa, kìm cắt này thì cái dòng này tức là của Tetsunoda, nhưng mà cái dòng này cao cấp nhất, cao cấp tức là nó có nhiều dòng, nó nhiều nhiều dòng phân khúc ga, thì cái dòng này là cao cấp nhất của thằng Tetsunoda, và giá thành nó rất là hợp lý, tại vì á mua tại tặng bên bển chính hãng luôn, ha. Cho nên là giá rất là tốt, là bán hiện tại là cái giá bên em bán sẽ là bằng với giá bên Nhật bán, ha, bằng với giá bên Nhật, không cao hơn, không thấp hơn, đó. À, cái dòng này là dòng Power. Tsunoda dòng Power. Dòng Power là chất lượng hơn. Dòng Power thì cái cán của nó sẽ dày hơn, cán nó dày hơn. Cái này khi mà cái bao bì nó diễn tả rất là kỹ, anh em về chúng ta có thể sử dụng điện thoại thông minh á, chúng ta search ra, ta xem coi nó nói cái gì trong này. À, dùng Google dịch ta dịch ra. Thì ở đây là cái phần cắt là nó để ra là cái phần đầu tiên á, như cái lưỡi cắt này, phần đầu là nó cắt ngọt, kế lên là cắt đứt cái phần cứng ở trong này. Nó thấy không? Nó phân ra cái kìm hai phần. Và ở cái tay nắm này nó làm bằng lớp cao su, ốp bằng lớp cao su bên ngoài, rất là mềm mại, cầm không bị đau tay khi mà người ta cắt. Còn phía bên trong này là một cái vật liệu cứng để mình thao tác, nó giữ nguyên cái này ha, nó không có bị móp méo. Thứ hai nữa là cái vật liệu của nó giới thiệu ở đây là bảo vệ môi trường, tức là khi mà đốt nó không có bị ô nhiễm môi trường. Nó để trong này nè, khi mà em dịch ra thì cái chất liệu của cái vỏ kìm này nè, khi mà đốt bỏ đi là không có bị ô nhiễm môi trường, không bị ô nhiễm môi trường đó.
Cái này á, thì độ cứng của nó là từ 58 đến 64. Nói chung là kiềm của Tesuna là em thấy độ cứng là từ 50 mấy đến 60 thôi. Kiềm nó rất là cứng. Rồi bây giờ em sẽ cắt thử một cái đinh. Cái đinh 2 ly. Ở đây là cái độ cứng của nó 58 đến 64 và nó cắt được cái dây dây inox 1,2 ly. Dây một dây nóc 1,2 ly ha, rồi dây mà dây kẽm dây kim loại á thì 2 ly. Còn dây đồng là 3,2 ly. Thì bây giờ chúng ta sẽ cắt thử một cái đinh. Cắt cái đinh. Cái đinh là đường kính nó là 2 ly. Cái đinh này phải đường kính 2 ly không? 2 ly. Đây vậy cắt thử đường kính 2 ly. Thì cắt nếu mà cắt mạnh, cắt cứng thì em đang cắt bên phía trong này. Thấy không? Cắt cực kỳ ngọt nha anh em. Bao cắt luôn á. Đây. Cắm bấm rất là nhẹ nhàng luôn, thứ nhất là nó bén. Thấy không? Không có để đi ha. 2 ly đó. Cái dây bổ cái kìm nó sẽ cứng hơn so với cái cọng dây kẽm. Còn cái này là dây chì. À, dây điện thì khỏi rồi, khỏi chơi à. Bao cắt luôn. Đây. À. Cái này là cái dòng này nó cứng, nó sẽ cắt những cái vật liệu cứng. Còn muốn cắt ngọt, cắt mặt đẹp thì nó có cái loại kìm vắt thẳng mặt nữa. Cái này kích thước của nó 150 ly. Giá của thằng này hơi cao, tại vì cái này là hàng, cái này là dòng power, dòng cao cấp nhất của nó, thì giá 395.000 cái kìm này, mã là 4842 với giá 395.000, giá chưa có phí vận chuyển nha. Đó, 395.000, mã 4842. Rồi, em sẽ qua tiếp cái sản phẩm kế nữa. Phần cuối cùng của cái video này về kìm Tesuna. À, anh em có thể đến website mua sản phẩm này hoặc là đặt tin nhắn gọi điện vào số điện thoại 0933119 để mà mua hàng. Rồi đây là giới thiệu mọi người kìm bấm code nội địa Nhật. Cây kìm này đã lắm luôn. Cây kìm này nó có đặc trưng của cái cây này là nó có thể bấm được tới 14 ly và bấm được cái lọ nhỏ luôn. Những lọ này đây là chất lượng lắm nha, không thua gì, tức là hơn hẳn Luster luôn, làm cái kiểu dáng cũng khá đẹp. Đây nè, nó dập luôn cái hình logo nó, nhìn chất lượng ghê cùng, vô cùng. Nó bấm được cái code nè, 1.25, 2, 5.5, 8 và 14. Đó, những cái code này là rất là phổ thông. Và những cái đầu code bấm được nè. Tức là nó bấm được cái code tới 14 ly luôn đó. Ghê không? Đây là cái dòng mới của nó, thì tự nhiên là sau này nó để cái dấu này vô trong này nè, phía trong này nè, cắt bấm rất là nhẹ nhàng, cái tay cầm của nó rất là dày ha. À, nó phụ ở nó gắn cái vỏ rất là dày, cái vỏ nó bao lên tới đây luôn nè, rất đẹp luôn ha. Đó, chuẩn rồi đẹp. Và cái kích thước chiều dài của thằng này á thì nó được là đâu rồi. Cái này thì thật sự mà nói thì nó không cần chiều dài kích thước, nhưng mà đọc mọi người biết luôn là 257 ly, tổng dài 257 ly. À, bóp rất là nhẹ. Xài kìm bấm code của Nhật đã lắm. À, và giá nó thành nó cũng nói chung là cũng hợp lý lắm mọi người. À, mã này là 6420 giá 1.370.000. 6420 giá 1.370.000. Giá này là giá chưa có phí ship. Anh em mua một cây này sử dụng không biết tới khi nào mới hư. À, mình chán mình bán lại cũng vẫn còn có lời. Đó, xài hàng chính hãng bóp đã lắm nha. Đó, bóp sướng tay luôn á. 6420 nha, giá 1.370.000 một cái cây này. Rồi, đây là cái video giới thiệu của em về cái sản phẩm của Tesuna, hàng chính hãng 100% ha, bao bảo hành. Nói chung là hàng rất là chất lượng, hơn hẳn cái dòng sản phẩm em đang bán Fuya. Nó là cái dòng như vậy, nó bán nó làm chỉ là cái dòng kìm sản xuất tại Nhật không à, nó không có sản xuất ở khác. Đây là những cái dòng kìm của nó nè, đây là dòng cao cấp nè, ha, dòng này dòng power nè,
Power là dòng cao cấp của nó nè. Thì sắp tới sẽ có, cuối tháng tới sẽ có những sản phẩm này em đã order hết trơn rồi. À, đặt hàng hết rồi. Và nó sẽ về cuối tháng này. Rồi, cảm ơn cả nhà nha, đã quan tâm đến cái kênh của em. À, mọi người đặt hàng thì gọi điện vào số điện thoại 0933 11966. Em tên là Sang ở Cần Thơ. Rồi, cảm ơn, chào cả nhà.